hòa chung tinh thần cùng nhau chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân vụ cháy chung cư mini xảy ra mới đây tại Hà Nội thì ca sĩ Tùng Dương cùng với em họ Tăng Duy Tân và nhiều nghệ sĩ khác đã có hành động đẹp khi tới động viên thăm hỏi và hỗ trợ vật chất cho gia đình các nạn nhân. Theo đó, ca sĩ Tùng Dương đã vào bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi 25 nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được điều trị ở đây. Trước đó, nhạc sĩ Tăng Duy Tân đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội cùng với Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đến chung cư nơi xảy ra vụ cháy để tưởng niệm các nạn nhân, sau đó trao tiền ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình. Không chỉ ủng hộ tiền mặt, một số nghệ sĩ cũng đã tuyên bố tạm hoãn sự kiện của mình để bày tỏ sự sẻ chia nỗi buồn với các gia đình nạn nhân, như là ca sĩ Phương Mỹ Chi rời ngày ra mắt album mới Vũ trụ cò bay từ tối ngày 14 tháng 9 sang tối ngày 18 tháng 9. Bên cạnh đó, các cơ quan văn hóa của Hà Nội và đã đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã đồng loạt thông báo hoãn các hoạt động vui chơi giải trí để bày tỏ tiếc thương trước mất mát quá lớn từ vụ cháy chung cư mini.